đây, giới thiệu với số ảo, đây là con robot gọt bút chì heo, nhưng mà lại là mặt chó. Bây giờ tấm rút ra cho cậu xem nha. Đếm nào, 3, 2, 1. Cải ơi, hả? Hôm nay được nghỉ tiết cuối nên về sớm nha. Đúng á. Bây giờ còn sớm hay là tụi mình đi chơi đi? Đúng rồi, đây có công viên này số ảo. Hay là mình vào công viên chơi đi. Được á. Đi. Mình lên đây ngồi cho mát này cô cải. Được á. Ôi giời, cao đấy. Đúng là cái chỗ ngồi thoải mái thật chứ. Sắp tới trường mình tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng hội họa. Cậu có định tham gia không? Ôi trời ơi, cậu hỏi thừa. Cậu biết là tớ chờ đợi cuộc thi này lâu lắm rồi không? Làm sao tớ bỏ qua được? Thế cậu đã chuẩn bị hết đồ dùng để thi chưa? Tớ chuẩn bị hết rồi sao? Hết rồi. Bút màu này, bút chì này, gôm này. Nhưng mà hình như còn thiếu cái gọt bút chì ở số học. Cậu nói gọt bút chì tớ mới nhớ. Mẹ tớ vừa mua cho tớ một cái gọt bút chì xịn lắm. Cái máy gọt bút chì đó cô gái. Wow, lần đầu tiên tớ nghe đến cái máy gọt bút chì á Suao. Nó như thế nào ấy? Cái máy của tớ xịn lắm, nó to như thế này này. Khi mình đút bút chì vô á, mình xoay như thế này, tự động bút chì sẽ được gọt luôn á, và tất cả vào bút chì sẽ được gom lại một chỗ, rất là tiện lợi luôn. Ủa, sao cậu miêu tả giống cái máy xay sinh tố thế Suao? Mà cậu có mang đây không? Cho tớ xem cái nào. Để tớ xem coi có mang ở đây không nhá. À, tớ không mang được cậu cải ơi. Tớ để ở nhà rồi. Tiếc quá nhỉ. Thôi được rồi. Có gì chiều rảnh cậu ghé qua nhà tớ đi, để cho cậu xem. Chiều hả? Được, đi luôn. Nhưng mà bây giờ trưa rồi, tớ về ăn cơm đây. Đúng rồi, cậu nói tớ cũng đói bụng rồi, tớ phải về đây. Thôi tớ về nhá. Tạm biệt Suao nhá. Máy gọt bút chì hả ta? Nghe Suao miêu tả hay thế nhỉ? Hay là mình về nhà mình dựa theo lời miêu tả của Suao làm một cái máy gọt bút chì nhỉ? Được đó. Đi học về mệt quá, nghỉ xíu đã. Công nhận Suao đã ghê á. Cái gì mới ra Suao đều có hết. Bây giờ mình chế tạo gọt bút chì bằng gì ta? Đúng rồi, hay là làm bằng bìa cắt tông đi. Được đó. Các bạn ơi, bây giờ mình quyết định sẽ chế tạo một con robot gọt bút chì nha. Và để làm được cái con robot gọt bút chì này, ở đây mình cần những nguyên liệu sau: tất cả dao rọc giấy, pin, motor, một cái gọt bút chì cũ, một cái công tắc cũ, và không thể thiếu được là bìa cắt tông nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ gắn cái bút chì này vào cái motor này nha, để làm cái động cơ cho con robot gọt bút chì này. Tiếp theo thì mình sẽ cắt bìa cắt tông và làm thân robot nha các bạn. Như vậy là mình đã cắt xong những cái tấm bìa như thế này. Bây giờ mình sẽ ráp lại nha. Như vậy là mình đã làm xong cái khung của robot này này các bạn ơi. Và ở đây á, mình đã gắn công tắc vào rồi này. Tiếp theo thì mình sẽ gắn cái mạch điện vào nha. Đây, cái động cơ vào. Ok, như vậy là mình đã lắp xong rồi này. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Được rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp cái mặt cho cái con robot này nha. Và cái mặt của con robot này mình sẽ làm theo cái mặt đầu heo nha các bạn ơi. Như vậy là mình đã làm xong robot gọt bút chì. Đây là hai cái tai này, hai con mắt này. Đây là cái mũi này chính là cái chỗ gọt bút chì nha các bạn. Và công tắc này, bây giờ mình sẽ khởi động lên cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ mình chỉ cần bỏ bút chì vào đây là nó sẽ gọt cho mình đó. Yeah. Các bạn ơi, chế xong con robot này thì cũng đã đến chiều rồi. Bây giờ mình sẽ mang qua nhà Suao để khoe với Suao luôn nha. Suao ơi. Cô cài hả? Tớ tới đây. Vào đây chơi. Cậu đang làm gì á? Sắp thi rồi nên tớ đang luyện vẽ với tô màu nè. Đang luyện tập hả? Nhìn đẹp ghê á. Mà cái gọt bút chì của cậu đâu? Đúng rồi, gọt bút chì của tớ đây nè. Đâu, tớ xem nào. Hình con vịt hả Suao? Nhìn đẹp quá Suao ơi. Hay bây giờ cậu giới thiệu cái máy gọt bút chì này của cậu cho tớ xem đi. Để tớ khui ra cho cậu xem nhá. Đây, cô cái phía sau này in rất là đẹp luôn nè. Đây, con vịt đây. Ủa sao nó có cái lỗ nhìn lạ thế Suao? Cái lỗ này dùng để đút bút chì vào đấy cậu cải. Đút bút chì vào đó hả Suao? Mà cậu thấy trong này có răng cưa không? Đúng rồi. Cái này mình phải gạt cái nút đây nè. Tớ thấy nó đóng mở kìa Suao ơi. Đúng rồi. Khi mà mình gạt quá, nó mở cái khe này ra, thì mình sẽ đút bút chì vào đây. Sau đó mình sẽ xoay cái phía sau này nè. Thì ra là xoay như vậy hả Suao? Xoay như thế này thì bút chì nó sẽ tự gọt đó cậu cải. Tớ hiểu rồi. Còn cậu biết phía sau này là cái gì không?
Cái đấy hình như là một cái khay gì đúng phải không sao? Đúng rồi, cái khay này dùng để loại bỏ những cái vỏ bút chì ra của cải. À, tớ hiểu rồi. Đó, mình rút ra đây. Ồ, tiện lợi ghê á. Ừ, khi nào mà gọt xong mình sẽ lấy cái này và đổ vào rác. Xong mình sẽ rút lại vào đây. Wow, nhìn đã ghê số áo ơi. Ê, bây giờ cậu gọt cho tớ xem thử đi. Ừ, được rồi, cái bút chì của tớ cũng đang bị gãy này. Bây giờ tớ sẽ gọt cho cậu xem luôn nhá. Ờ, cậu gọt đi. Và bây giờ để gọt được á, thì chúng ta sẽ kéo cái đầu con vịt ra này của cải. Wow. Con vịt này kéo được cái đầu ra luôn hả Xuân Áo? Đúng rồi, cái đầu này nó sẽ có lò xo này và nó sẽ tự rút vô đó của cải. À, hay thế nhở? Ờ, bây giờ mình sẽ rút bút chì vào đây nhá. Mình sẽ gạt công tắc và cho bút chì vào đây nè. Đó, cái bút chì đang bị gãy này của cải. Ồ, tớ thấy rồi. Đó, bây giờ tớ sẽ rút vào đây nè. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ quay để cho cái bút chì nó tự rút vào nhá. Ồ, cậu quay tớ xem nào. Đây. Wow. Ê, tớ thấy nó rút vào kìa Xuân Áo. Ờ, nó rút vào kìa. Nhanh thật đó. Rồi bây giờ tớ sẽ kéo ra xem nó tới đâu rồi nhá. Ừ. Wow. Cái này nhanh thật đấy chú Hào. Ừ. Nếu mà chưa nhọn á thì tớ sẽ cho vô tiếp này. Còn tớ sẽ quay tiếp. Wow, tớ nghe nó rụt rụt luôn kìa. Rồi, hình như là được rồi cậu Cải ơi. Wow, nhọn chưa? Đã thật đó. Tuyệt vời không cậu Cải? Công nhận là cái máy gọt bút chì của chú Hào đã ghê á. Chưa hết đâu, phía sau này là phần thải ra này của Cải ơi. Đây. À, nhiều rác chưa kìa. Ừ, mấy cái vỏ bút chì sẽ nằm đây hết này. Đó, khi nào đầy thì tớ sẽ đổ đi. Đó, bây giờ tớ sẽ đầy lại đây. Wow, phải công nhận cái máy gọt bút chì của cậu lợi hại thật đấy. Tất nhiên rồi, máy gọt bút chì của tớ xịn sò mà lại. Ừ, công nhận cái máy gọt bút chì của cậu cũng xịn sò đấy. Nhưng mà tớ có một cái còn xịn sò hơn của cậu nhiều. Cậu mà cũng có máy gọt bút chì cơ. Đâu, đưa tớ xem nào. Nhìn tớ đây này. Giới thiệu với cậu, đây là robot gọt bút chì. Ồ, robot gọt bút chì. Đúng rồi. Sao lại gọi robot? Nó bằng chạy bằng máy hả cậu Cải? Đúng rồi, cái này là tự động luôn đó số hàm. Tớ không cần phải quay như cậu này đâu. Cũng không cần phải là kẹp như thế này đâu. Hay thế. Tớ chỉ cần đút cái bút chì vào, xong bật máy lên là nó tự gọt cho tớ luôn. Wow, hay vậy hả cậu Cải? Đúng rồi. Ê, cậu mua ở đâu mà hay vậy cậu Cải? Trời ơi, cậu nghĩ tớ là ai? Nhà tớ nghèo nhất xóm lấy tiền đâu ra mà mua robot. Thế đâu ra mà con robot đẹp như thế này của cải? Tớ tự chế đó. Tự chế hả? Đúng rồi. Ồ, hay vậy. Cậu giới thiệu cho tớ xem con robot này đi. Ờ, được rồi. Để tớ giới thiệu cho cậu xem nha. Ừ. Đây, giới thiệu với số hào. Đây là con robot gọt bút chì heo. Nhưng mà lại là mặt chó. Tại vì sao? Bởi vì ở nhà tớ có một con chó tên là heo nên tớ đặt nó là heo. Đấy. Ở đây á thì có hai cái tai này số hào. Hai con mắt này. Wow. Và đây là cái mũi để gọt bút chì này. Ồ, to thế của cái. Và đặc biệt á, ở đây có một cái công tắc để mình có thể đóng mở này số hào. Và ở phía sau này á, còn một cái đuôi hình trăng khuyết nhìn rất là dễ thương phải không số hào? Ừ, đẹp quá của cái ơi. Chưa hết đâu, cái phần quan trọng nhất là ở đây này. Cái gì vậy của cái? Tên 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 tên. Ồ. Đây là bộ máy bên trong của con robot này đó. Cậu cho tớ xem nguyên lý hoạt động của nó đi. Và bây giờ tớ sẽ khởi động cái động cơ này lên nhá. Ờ, cậu khởi động xem nào. Chuẩn đi này, 1, 2, 3, đó. Ồ. Số hào nhìn thấy nó quay nhanh không? Cái gọt quay tít luôn kìa. Ờ, đúng rồi. Đây, tớ sẽ đóng nắp lại cho cậu xem nhá. Đó. Ồ, hay quá cậu Cải ơi. Ê, bây giờ cậu gọt thử cho tớ xem đi. Bây giờ tớ sẽ gọt bút chì cho cậu xem nhá. Cậu cho tớ mượn cái bút chì đi. Đây này cậu Cải. Để tớ xem nào. Wow, cái ngòi bút chì này gãy luôn rồi này số hào. Ờ, đúng rồi đó. Ê, bây giờ tớ gọt thử cho cậu xem nhá. Ừ, cậu gọt đi. Đây, đầu tiên á, tớ sẽ bỏ cái bút chì vào chỗ này này. À. Đó. Rồi, tiếp theo tớ sẽ khởi động lên nhá. Cậu 1, 2, 3. Đó, wow. Số hào nhá. Ô, bút chì quay tít luôn kìa. Wow. Oh. Wow, công nhận chạy khỏe thật đấy số hào. Chắc là được đấy số hào. Bây giờ tớ sẽ rút ra cho cậu xem nhá. Ừ, cậu đếm nào. 3, 2, 1, ra. Wow. Su Hào thấy chưa? Cái đầu bút chì nhọn thế này. Ồ, nhọn vậy cô cái. Đó, Su Hào thấy cái robot gọt bút chì của tớ xịn sò không? Ồ, lợi hại đấy. Chưa hết đâu Su Hào, nhìn này. Đâu, cái gì cô cái? Đây. Đó. Wow. Cậu thấy cái rác bút chì ra có nhiều không? Đây là cái vỏ bút chì đó Su Hào. Wow, gọt mịn nhá. Ờ, con robot của tớ còn một cái điều rất là đặc biệt. Cậu có muốn biết không? Điều gì về cô cái? Đây, cậu hãy mở to mắt lên mà nhìn này. Wow, cậu thấy chưa? Con robot của tớ chạy đây. Wow, nó chạy được kìa. Hay vậy cô cái? Wow, sao? Cái máy con bút chì của cậu có chạy được như vậy không? Được chứ. Đâu? Còn chạy nhanh hơn con robot của cậu chứ. Chạy lên xem nào. Cậu bật lên xem nào. Đây, nhìn này. Ồ, đây đúng không? Ừ. Để tớ xoay này, lấy cót này. Ừ.
dụng cụ để vẽ cũng đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình cùng nhau luyện vẽ đi cùng cái thôi. Ờ, được đó sao? Mình vẽ đi.